Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm điện máy. Hôm nay chia sẻ cho mọi người một mẫu điều hòa một chiều Inventor, có Inventor 9000 BTU mọi người nhé, giá thành chỉ dưới 6 triệu đồng mà thôi. Các bác sở hữu được một trong những con điều hòa tiết kiệm điện và nhiều tính năng trên thị trường hiện nay rồi. Trong cái rất nhiều các model điều hòa có mặt trên thị trường thì điều hòa thương hiệu của Capper là một trong những thương hiệu mà giá thành rẻ nhất trên thị trường hiện nay và có tính năng là tiết kiệm điện. Các bác mua dòng 9000 sẽ lắp cho phòng từ dưới 15m2. Từ 15m2 trở xuống mọi người sẽ lắp được rồi. Thì ở đây thì em đã có đầy đủ tất cả các mẫu điều hòa 9000 của các thương hiệu có mặt ở tại trên thị trường. Thì để so sánh giá thì các dòng thương hiệu khác giá nó sẽ tầm trung, tầm độ 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu và có tầm độ hơn 11 triệu cũng có cho dòng 9000. Tuy nhiên thì phù hợp với những khu vực mà chúng ta chỉ thuê phòng trọ hay là chúng ta lắp cho nhà nghỉ, các khu vực mà chúng ta không cần quá lắp dòng cao cấp thì điều hòa của Capper là một trong sự lựa chọn mà tối ưu nhất. Hàng thì hàng nhập của Thái Lan và được bảo hành tận 36 tháng. Con này thì em giới thiệu cho mọi người là có ký hiệu là HC-09IA32 -09IA32 mọi người nhé. Giá mà bên em bán giá máy không cho mọi người chỉ dưới 6 triệu đồng, đó là 5 triệu. Xin lỗi các bác, em đọc chính xác đó là 5.890.000. 5.890, chưa đến 6 triệu đồng các bác sở hữu được một con điều hòa này. Sẽ có dàn nóng này, dàn lạnh này và đi kèm các cái giấy tờ phụ tùng bên trong đầy đủ. Bên em miễn phí vận chuyển bán kính 20 km. Đấy, còn các bác nào mà muốn lắp đặt cả gói, tức là muốn có nhân viên bên em về lắp đặt và tặng cả vật tư đầy đủ mọi người nhá, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó là mọi người đã có ống đồng sờ sắn rồi, vật tư đầy đủ rồi thì sẽ thuê thợ bên em về lắp, thì thợ một công máy lắp điều hòa 9000 là 350.000, là 350.000 mọi người nhá. Đấy, các bác cộng thêm 350.000 sẽ có thợ về lắp. Còn nếu mà mọi người muốn mua cả gói vật tư của bên em nữa thì bên em sẽ tặng mình gói vật tư bao gồm là 3m ống đồng, 7m dây điện, một bộ giá đỡ dàn nóng, dây thoát nước thải mềm sẽ là 5m, ốc vít bô lông dây cuốn đầy đủ mọi người nhá. Ốc vít bô lông dây cuốn đầy đủ thì các bác cộng thêm 450.000 nữa. Đấy là gói vật tư bên em, chỉ là tổng là 800.000 thì mọi người sẽ mua với giá là 6 triệu. Em 6 triệu 690. 6 triệu 690 các bác nhá. Cộng thêm 800.000 là 6 triệu 690. Như vậy là bên em sẽ có thợ lắp và vật tư cho các bác về để lắp đặt điều hòa. Một chiếc điều hòa hoàn chỉnh. Nếu mà không phát sinh thêm gì thì mọi người không phải trả thêm tiền mọi người nhá. Đây thương hiệu của Capper các bác nhìn thấy nhá. Thương hiệu Capper này là đang dán băng dính rồi. Đó lên đây nhá. Điều hòa của Capper làm lạnh nhanh hơn và hàng của Thái Lan. Bảo hành toàn máy tận 3 năm, rất chỉ là lâu. Các bác nào có nhu cầu mua sắm các dòng điều hòa của Capper 9000, 12000, 18000, 24000. Bên em sẽ có đầy đủ các cái mẫu model 9000, 12000, 18000, 24000. Inventor tiết kiệm điện. Các bác nào có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em tại làng nghề thôn, tại siêu thị điện máy của Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.